Hello, xin chào toàn thể bà con cô bác và tất cả những người anh em của mình nhé. Trước khi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với anh em một tựa game âm nhạc, nhịp điệu thì vô cùng hay ho, vô cùng hấp dẫn luôn, với cái tựa đề là Don't Turn Beat. Phải nói làm sao nhỉ? Anh em phải chơi mới biết được cái độ hay ho này và cái độ hấp dẫn của nó như thế nào. Tức là bạn chỉ cần chọn ra một bài nhạc mà mình yêu thích nhất thôi, sau đó rồi trượt lướt lướt vuốt vuốt bằng cách di chuyển vào màn hình. Nói thì ngon ăn như vậy thôi ấy, nhưng mà trước khi làm cái video này ấy, mình đã phải đập đầu vào tường 5 đến 7 lần rồi đấy. Ok nhá. Ok anh em nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn bài hát anh em ạ. Ở đây có rất là nhiều bài hát rất chi là hot và rất chi là mới. Đây anh em nhìn xem, độ ta không độ làng. Vô cùng là thốn. Đây là Unity này, Level Piano này, rất chi là nhiều. Nói chung là các bạn phải chơi nhiều, tích được nhiều điểm và các bạn sẽ được mua bài hát đó. Không nói nhiều nữa, chúng ta cùng vào luôn game đầu tiên. Đây bấm vào phát. Ở đây thì có hai chế độ chơi này bà con này. Chế độ đường thẳng này và chế độ 2 là chế độ zig zag. Mình chơi mấy lần rồi cho nên mình thấy cái chế độ đường thẳng này khá là dễ, zig zag thì khó hơn. Nhưng thôi, mới thì mình sẽ chơi cái đường thẳng này cho anh em nhìn này. Bấm vào màn hình. Đây. Chạm nhẹ vạch bạn. Ui, trượt. Đấy. Đấy. Này. Đơn giản không? Nói là đơn giản thôi chứ thực ra mình chơi mấy lần rồi toàn đâm đập vào, đập đầu vào tường thôi. Ngu người lắm. Vẫn chưa được đâu. Nói chung là chơi game mà phải có một chút ấy, chút gì đó khó khăn thì chúng ta mới có cái để chinh phục chứ đúng không? Chứ đơn giản quá thì tính gì tiền. Rồi, chơi mẫu vậy thôi cho anh em hiểu nhá. Giờ chúng ta ra chế độ tiếp theo này. Đây là mình cố ý chết đấy. Có một chế độ chơi nữa mà mình ghét nhất anh em ạ, đó chính là chế độ PK. Tức là sao nhỉ? Là đấu với người khác đấy anh em ạ. Nhìn đây này. Bấm vào trận đấu. Ok, game sẽ tìm cho mình một bạn. Đây rồi, đã tìm được một bạn rồi. Và bây giờ là hai người đấu với nhau để xem ai là người cao điểm hơn nào. Ý, hy vọng mình sẽ thắng. Các bạn, 4 5 7. Buồn của xăm soi anh em ạ. Đang sướng giờ. Ừ thôi thì mình sẽ chơi lại trận khác. Rồi chơi lại PK là. Sao chả hiểu sao phát đấy mình lại ngu người như vậy. Cay. Phải thắng. Trận này phải thắng này anh em này. Nhấn fake. Được chưa? Được không? Ô, what? Kiểu này chắc là mình ngu do luyện tập rồi, chứ không phải là bẩm sinh nữa. Chơi nhiều thì các bạn sẽ có nhiều trái tim và kim cương thì ở trên màn hình, ở trên phía trên thì các bạn nhìn thấy rồi chứ đúng không? Không thì các bạn có thể vào shop này, ở đây bán rất là nhiều thứ mua được bằng kim cương mà các bạn chơi được ấy. Như kiểu là trẻ em du hành này, trang phục màu xanh này, yo-yo này, ok không? Rất chi là nhiều, khá là đẹp này. Pizza Giáng sinh này. Ok nhá, anh em cứ thử trải nghiệm đi mới thấy độ hay của nó như nào. Chơi game này mình thấy nó hay ở cái điểm là, thứ nhất là mình tương tác này, thứ hai là với cả về nó, cả nó thiên về âm nhạc, cái nhịp điệu đó. Mình vừa chơi mình vừa giải trí được đúng không? Kiểu như kiểu sau một ngày học tập hay làm việc chán, chơi vài ba game. Nếu hay thì anh em nhớ tải app về chơi nhá, hoặc là đánh giá 5 sao cho app. Link thì mình để ở mục mô tả đấy bà con ạ. Không thì ở dưới comment cũng có luôn này. Nhớ chơi nhá. Ok. Xin chào tất cả những người anh em của mình. Chúc anh em một ngày tốt lành nha. Xem nào, dạo gần đây có nhiều bạn thắc mắc về ông chú cá sấu ghê. Không biết rằng Crocodile bây giờ thế nào? Có xuất hiện tại Wano không? Và quan trọng hơn cả đó là phần quá khứ đầy bí ẩn của hắn ta.
Nếu như bạn cũng đang tò mò về vấn đề này, hãy cùng xem hết video ngày hôm nay của chúng mình nhé. Nó đến từ bạn Megashu với tiêu đề Thân phận của cá sấu và mối liên quan tới vũ khí cổ đại. Pluton lần đầu tiên được Crocodile nhắc đến ở chapter 192 khi hắn hỏi về vua Nefertari Cobra về nơi cất giấu vũ khí cổ đại. Pluton ở đâu? Ngay lúc đó, Cobra cực kỳ kinh ngạc về điều này. Một bí mật chỉ được lưu truyền trong dòng tộc và được giấu kín hàng bao thế kỷ nay. Lại có một kẻ biết được thông tin này khiến Cobra vô cùng bàng hoàng. Vậy, Pluton là gì? Nó đã cất giấu ở đâu? Tại sao Crocodile lại biết được thông tin về Pluton? Để làm rõ điều này, mình sẽ phân tích toàn bộ thông tin có liên quan đến Crocodile luôn. Trong phần flashback về Robin chap 398, Robin trong khi chạy trốn khỏi sự săn đuổi của chính quyền thế giới, cô đã gia nhập vào tổ chức Baroque Quốc của Crocodile và hắn nói cần đến sự giúp đỡ của Robin với ý định giải mã phiến Pongly. Như vậy, có thể hiểu là Crocodile đã biết đến thông tin về Pluton từ rất sớm trước cả thời điểm Robin gia nhập tổ chức của hắn. Với việc có Robin trong nhóm thì cuối cùng Crocodile đã tìm được Pongly Chap 203. Nhưng những điều mà Robin nói lại không đúng với điều hắn mong muốn và hắn đã ra tay sát hại Robin. Tuy nhiên sau này, ta được biết là Robin đã lừa Crocodile. Văn bản mà Robin đã đọc chính là thông tin về địa điểm nơi cất giấu bí mật vũ khí cổ đại Pluton. Cobra đã xác nhận, đây là bí mật trong hoàng tộc. Chỉ những vị vua kế tiếp mới biết được thông tin này ở chap 28. Như vậy có thể thấy nguồn tin mà Crocodile nắm được là cực kỳ chính xác. Vậy thì câu hỏi đặt ra là Crocodile có được nguồn thông tin này từ đâu? Theo những gì mà Oda đã tiết lộ thì hiện tại Crocodile có liên quan tới Dâu Trắng và quân cách mạng. Đối với Dâu Trắng thì Crocodile có một sự thù hận và rất muốn lấy mạng ông ta. Còn với quân cách mạng thì Crocodile và Ivankov có mối liên hệ. Ngoài hai thông tin này thì chưa thấy được thêm thông tin nào khác. Vậy, mình đặt giả thuyết nguồn tin mà Crocodile có được sẽ liên quan tới một trong hai nhóm trên, hoặc là từ phía Dâu Trắng, hoặc từ phía quân cách mạng. Đầu tiên, liên quan đến Dâu Trắng. Roger trước khi lúc chết đã đem rất nhiều bí mật mà ông ta biết được nói về Dâu Trắng. Liệu ông ta có nói về vũ khí cổ đại Pluton cho Dâu Trắng biết không? Băng Dâu Trắng trước đó còn chống một vị trí đội trưởng băng số 2, và Dâu Trắng thường rất hay quan tâm đến những tân binh mới nổi và thường làm mọi cách để chiêu mộ người tài giỏi vào băng. Cụ thể như trường hợp của Ace là một ví dụ. Giả thuyết mình đặt ra là rất có thể khi Crocodile mới nổi, hắn cũng có được sự chú ý của Dâu Trắng và ông ta đã tìm mọi cách để đưa hắn vào băng. Theo lời Ivankov kể thì khi mà Crocodile còn là một tân binh đã có chuyện gì đó xảy ra với hắn. Nhưng mà với tính cách và bản lĩnh của mình, Crocodile không chấp nhận vào băng Dâu Trắng. Crocodile, hắn cũng có mơ ước trở thành vua hải tặc. Hắn chỉ thích làm những gì mình muốn, vậy nên hắn đã không chịu khuất phục Dâu Trắng. Trong trận Marineford, Doflamingo cũng có ý chiêu mộ hắn nhưng hắn đã từ chối thẳng thừng. Tuy nhiên, mình không nghĩ theo hướng giả thuyết này bởi vì đối với Dâu Trắng, gia đình mới là quan trọng nhất. Ông không quan tâm đến OP, cũng không có hứng thú gì với danh vua hải tặc nên mình nghĩ Rogers sẽ không tiết lộ thông tin quan trọng như vậy cho Dâu Trắng. Vì vậy, mình loại giả thuyết Pluton mà Crocodile nghe được từ băng Dâu Trắng. Thứ hai, liên quan tới quần cách mạng. Tại chap 540, khi Crocodile ngỏ lời muốn giúp Luffy nếu cậu thả hắn ra, Luffy không đồng ý nhưng Ivankov nói là được, có thể thả hắn. Ivankov có vẻ rất hiểu rõ con người của Crocodile, thậm chí còn nắm được điểm yếu của hắn. Ivan còn nói đã lâu rồi không gặp lại Crocodile. Điều đó nói lên rằng Crocodile đã từng ở trong phe cách mạng một thời gian. Mặc dù không rõ sự tình là như nào nhưng trong khoảng thời gian đó hắn có nghe được thông tin gì về Pluton và sau đó đã quyết định từ bỏ ước mơ làm vua hải tặc đến Alabasta thành lập Baroque Quốc truy tìm vũ khí cổ đại. Giả thuyết mình đưa ra là do hắn không chịu khuất phục Dâu Trắng nên đã bị băng của Dâu Trắng đánh cho trọng thương rồi trôi dạt đến vương quốc Nakabama được Ivankov cứu. Sau này khi rời đi hắn còn chiêu mộ được Pongly tại đây. Nếu theo hướng giả thuyết này thì xuất hiện một vấn đề lớn, đó là mối liên hệ giữa quân cách mạng và vũ khí cổ đại. Tại sao quân cách mạng lại có thông tin về Pluton? Điều này thì mình đã có giả thuyết chia sẻ rồi. Vì là bài viết chi tiết về Pluton nên mình sẽ tóm tắt lại thôi. Ta đã biết trong chuyến hành trình chinh phục Grand Line của Roger, ông đã cùng băng của mình đi vòng lại đại hải trình một lần nữa để tìm kiếm và giải mã tất cả bí ẩn lịch sử. Vậy nên khả năng ông và thành viên của mình đã tìm và đọc phiến Pongly ở Alabasta và biết được sự thật về Pluton là rất cao. Do đó, Roger và băng của ông là những hải tặc duy nhất biết về sự tồn tại của Pluton. Trong cuộc chiến giữa băng Roger và Streaky,
thời tiết bỗng thay đổi và kết quả là hạm đội Shiki bị đánh chìm. Đây là chi tiết mình cho rằng Dragon đã tới cứu Roger. Còn lý do tại sao Dragon lại có mặt ở đó thì mình cho rằng lúc đó Dragon cũng từng thuộc hải quân. Vì Dragon là con của Garp, mà Garp thì luôn hướng con cháu mình vào hàng ngũ hải quân. Vậy nên Dragon đã theo Garp đi thám thính cuộc chiến giữa Roger và Shiki. Vậy thì tại sao Robin lại nói là không ai biết thông tin gì về Dragon? Vấn đề này cũng dễ giải quyết bởi vì CQTG có thể xóa thông tin của bất kỳ ai, có thể đổi trắng thay đen, nhất là với những kẻ làm phản. Ngoài ra, lúc Roger bị tử hình, Dragon cũng xuất hiện tại đó. Sự việc trên để nói về việc giữa Dragon và Roger có một mối liên hệ. Và Roger trước khi tự nộp mình cho hải quân, ông đã nói cho vài người biết về một số bí ẩn mà ông khám phá ra trong hành trình của mình, trong đó có dấu trắng và rất có thể có cả Dragon. Trên đây chính là giả thuyết về việc tại sao quân cách mạng lại có thông tin về Pluto và Crocodile trong quá trình ở tạm phe hải quân đã nghe lỏm được thông tin mật này. Bạn nào muốn đọc chi tiết hơn có thể tìm trong group bài giả thuyết về Dragon của mình. Trong những chap gần đây, quân cách mạng đã chính thức gửi lời tuyên chiến với chính quyền thế giới. Xét về lực lượng tương quan, mình không nghĩ là phải cách mạng với nhân lực hiện tại đủ sức đương đầu với chính quyền thế giới đâu. Bởi vì kể từ khi mà Akainu lên nắm quyền thì lực lượng hải quân càng ngày càng trở nên hùng mạnh. Vegapunk mới đây còn phát triển một loại vũ khí mới rất mạnh theo lời kể của Fujitora. Phe hải quân còn được tăng thêm sức mạnh rất nhiều nhờ vào Kuma, rồi Thất Vũ Hải, rồi Liên minh các quốc gia, vân vân và vân vân. Phe cách mạng hẳn phải có một thứ sức mạnh bí ẩn nào đó hay một loại vũ khí bí ẩn nào thì mới dám tuyên chiến chính thức với chính quyền thế giới chứ. Và mình cho rằng phe cách mạng hiện đang sở hữu vũ khí cổ đại Pluton. Tại chap 593 trước time skip, ta được biết là Dragon có sự quan tâm đặc biệt đối với Robin. Ông ta đã cho người tìm Robin suốt 10 năm qua cho đến khi Bunny Jerry gặp Robin tại một cây cầu ở Biển Đông. Tuy nhiên, lúc đầu Robin không đồng ý gặp Dragon, nhưng sau đọc báo biết tin Luffy vẫn an toàn, cô đã đồng ý gặp Dragon. Mình cho rằng mục đích mà Dragon muốn tìm Robin chính là để đánh thức vũ khí cổ đại Pluton. Trong phần trả lời câu hỏi dành cho độc giả mới đây nhất thì Oda cũng khẳng định rằng việc Kuma teleport các thành viên team mũ rơm là có chủ đích. Vậy thì việc Robin gặp được Dragon không phải ngẫu nhiên chút nào. Và với sự giúp đỡ của Robin, rất có thể vũ khí hủy diệt Pluton đã được đánh thức. Vũ khí Pluton đã được xác định đó chính là một con tàu chiến tại chap 354 cho phần về quá khứ của Franky. Khi được xem bản thiết kế thì cả Franky lẫn Iceberg đều kinh ngạc về thiết kế của nó. Giờ chúng ta thử nhìn lại tàu Thousand Sunny. Nó có thiết kế, có hệ thống phản lực khiến tàu có thể bay được. Tại chap 431, Iceberg dựa theo thiết kế của Pluton đang có ý định làm cho đảo Water Seven trở thành một hòn đảo nổi, thậm chí là bay. Và với sự giúp đỡ của Robin thì có thể vũ khí hủy diệt Pluton chính thức được đánh thức. Tại chap 594, một vật thể bay với kết cấu gồm nhiều hệ thống ống phản lực xuất hiện. Theo như mình phân tích ở trên thì khả năng đó chính là Pluton. Nó trùng hợp xuất hiện ở khoảng thời gian time skip sau khi Robin gặp Dragon. Một thông tin nữa là nhân vật Molly cũng mới gia nhập quân cách mạng mới được có 2 năm thôi. Thời điểm trước time skip cũng là thời điểm vật thể bay mà mình cho là Pluton đó xuất hiện. Năng lực của nhân vật này rất phù hợp cho việc đào bới. Nếu như Pluton được cất giấu ở sa mạc Alabasta thì năng lực của Molly có thể được bới tung cả sa mạc lên được. Một điều nữa mà mình cho rằng Pluton vừa là vũ khí hủy diệt, vừa là trụ sở quân cách mạng. Vì nó rất là to anh em ạ nên là có thể chứa được rất là nhiều. Khi băng dâu đen phát hiện ra địa điểm quân cách mạng và đến đó thì không còn dấu vết quân cách mạng tại đó nữa. Ngoài ra, tại thánh địa Marejoice nằm trên đỉnh Red Line ở độ cao 10.000m thì với Pluton, việc phát động chiến tranh là điều hoàn toàn khả thi. Nó có thể chở được một đội quân rất lớn và có thể bay lên đó rất phù hợp với ý đồ của Dragon. Anh em thấy tập ngày hôm nay của chúng mình như thế nào nhỉ? Nó thì cũng là giả thuyết thôi, nhưng mà có gì thì anh em cứ góp ý bằng cách comment ở phần bên dưới nhé. Tất nhiên là mình sẽ luôn luôn là mình lắng nghe này, luôn luôn là thả tim, thả like này, nhưng mà lâu lâu thì mình mới hiểu được. Và đừng quên like và chia sẻ video ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye!